Chào mọi người nha. Thì hôm nay có hái một trái mít nè, xẻ ra rồi chia vòng vòng nhà còn nhiêu đây. Giờ mình sẽ lột cái số mít này ra để cắt tủ lạnh, ướp lạnh ăn cho nó ngon. Với một phần nữa là mình sẽ làm món rau công ở rau ua mít. Rồi, mọi người đón xem cái video đó nha. Rồi giờ thì mình sẽ lọc mít ha, làm sạch nó. Đó. Mọi người theo dõi nhé. Rồi đây là cái giống mít Thái ha, nó ăn nó rất là giòn ha, giòn và thơm ngọt, chất lượng hơn mít mít nhiều. Có chặt được một cây, lâu lâu nó ra ăn trái, hái ăn ha. Mít này mà mình lột để cho nó được bị nhão ra, dùng dao đó. cắt cái phần chân của nó. Sau đó sẽ dọn ra. Loại bỏ cái phần mà nó bị dập. Bởi vì cái phần dập này nếu mà để vô tủ lạnh thì nó sẽ làm hư hết nguyên cả miếng mít luôn. Này nó chín quá rồi, cho nên cái bằng nó hơi bị dập, hơi bị nhão rồi. Mình phải làm kỹ chút. Rồi, dùng gheo gập theo xuống mít. Chỗ này là ở ngoài nó bị dập nóng xong lọt bỏ cái hàng dập đó.
gọt nó ra là được nhiêu đây nè. Tốt nha. Hái về khi mình hái nó không cẩn thận nó bị dập á, dập chỗ nào là nó bị cuộn nó bị nhũn chỗ đó. Chứ bình thường mít này nó rất là giòn luôn rồi. Đây này, cái trái này nó bị dập chứ nó không phải là nó mù như mọi người nãy giờ nó mù, không mù. Nó bị dập. Bị dập cho nên là nó bị nhũn chứ mùi thì trái này chưa mùi đâu. Nè. Miếng này rất là giòn luôn.
Ở đây thì hay bán cá lóc đồng mọi người. Cá lóc đồng mua về cái mình đồng đi đó. Nào ăn thì mình lấy cho mình ăn. Và đây là thành quả của chúng ta nha mọi người. Cô Bích đó. Và lấy hạt ra đây. Mọi người biết tại sao mới lấy hạt cái gì không? Mà có lỗi cái gì không? Cái gì á thì mọi người sẽ thích ăn hơn, ăn dễ hơn ha. Còn để nguyên miếng nhưng khi để đó mấy ngày không ai ăn nữa. Cho nên là thường là có mít là mình lọc cái gì xong mình để tủ lạnh cho nó lạnh ăn rất là ngon ha. Rồi, chứ còn để nguyên miếng là trong khi để đó là hư luôn, không ăn hết. Hôm nay mình để trong tủ lạnh, ngày mai sẽ làm món dâu mít ha. Mọi người cùng theo dõi trong video sau nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.